Bạn đã biết về sinh vật biển dễ thương nhất mọi thời đại chưa? Hôm nay, chúng ta hãy cùng đi gặp chú thỏ biển. Mặc dù tên khoa học của loài động vật này là Zoruna pava, nhưng nó được mệnh danh là sên biển thỏ do có hình dáng giống với một chú thỏ có bộ lông trắng mịn. Chúng từng trở thành nhân vật gây sốt qua các video năm 2015. Loài động vật độc đáo này thường bay quanh các vùng biển của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Các thợ lặn thường phát hiện ra chúng ở ngoài khơi của biển Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng cũng đã được tìm thấy ngoài khơi của bờ biển các quốc gia như Philippines và Úc. Để có thể phát hiện ra một con thỏ biển, bạn sẽ phải nhìn rất kỹ vì chúng thường dài chưa đến 2,5 cm. Thỏ biển thực chất là một loài sên biển và lần đầu tiên được mô tả bởi nhà sinh vật biển nổi tiếng người Nhật Kikutaro Baba. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những sự thật hấp dẫn về người bạn lông bông nhỏ bé này. Trước tiên, bộ lông màu trắng mà bạn nhìn thấy trên sên biển thỏ thực sự có thể có nhiều màu, từ vàng đến cam, thậm chí là nâu. Nhưng nó chắc chắn không phải là lông thú. Những gì bạn đang thấy là các nhóm que nhỏ được gọi là Caryophyllidia bao phủ trên lưng của con sên biển. Chúng được sắp xếp xung quanh các đốm đen nhỏ, mang lại cho chú thỏ biển vẻ bề ngoài lốm đốm. Hầu hết các chuyên gia tin rằng những cơ quan này đóng vai trò cảm giác. Hai đôi tay nhỏ khiến những sinh vật biển này trông giống như những chú thỏ, nhưng thực ra là cơ quan cảm giác được gọi là tê giác. Chúng giúp thỏ biển phát hiện ra mùi hương hóa học ở trong nước, cho phép chúng tìm được thức ăn và kể cả bạn tình tiềm năng. Trong thế giới sên biển, tê giác của loài thỏ biển khiến chúng trở nên đặc biệt, cho phép có nhiều diện tích bề mặt hơn để chúng có thể cảm nhận. Trên thực tế, thỏ biển tỏ ra rất hiệu quả trong việc phát hiện ra mùi hương ở khoảng cách xa đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi xem xét chúng có kích thước nhỏ như thế nào. Giống như tất cả các loài hải sâm, thỏ biển là một loài lưỡng tính, nghĩa là chúng có cả cơ quan sinh sản đực và cái. Chúng giao phối bằng cách trao đổi tinh trùng với nhau để thụ tinh cho trứng của chúng. Do đó, chúng vừa là mẹ của con mình, vừa là cha của con người khác, trong khi con của cả hai đều là anh chị em trực hệ. Những kẻ săn mồi thường tránh xa những con sên biển nhỏ dễ thương này vì chúng rất độc. Sên biển thỏ thuộc một nhóm sên biển được gọi là sên biển Dorit. Chúng đánh cắp khả năng phòng vệ độc hại từ thức ăn của chúng. Chúng thường ăn thức ăn như bọt biển có chứa chất độc. Nhưng chất độc của chúng cũng được ứng dụng trong việc chữa trị bệnh ung thư cho con người. Tuổi thọ trung bình của sên biển chỉ từ vài tháng cho đến một năm. Vì tuổi thọ ngắn và lối sống thường biệt lập của chúng, nên việc giao phối không được đảm bảo và phải tận dụng khi có cơ hội. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng lại có một hệ thống giác quan phát triển tốt đến như vậy, là để chúng có thể xác định vị trí của nhau. Đến bây giờ, bạn có thể biết rằng, mặc dù có vẻ bề ngoài giống như vậy, nhưng sên biển có rất ít điểm chung với một chú thỏ thực sự. Tuy nhiên, chúng là những động vật biển siêu dễ thương và hấp dẫn, sống ở vùng biển ven Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.